khoa học duy nhất có câu hỏi đầu tiên. Đây là câu hỏi được khảo sát cho 100 người và có 6 đáp án đang nằm trên bảng điểm. Câu hỏi như sau. Ngoài quần áo, kể tên một thứ có trong nhà mà bạn dùng tay để vắt cho ráo nước. Có hay không bảng điểm? Có hay không bảng điểm? Rất hay. Mười bảng điểm. Quá tuyệt vời. Để xem có hay không. Không có. Kết quả khảo sát. Chính xác. Hãy xem có hay không. Rất chính xác. Có hay không? Quá chính xác. Và đây cũng chính là câu trả lời có số điểm cao nhất. Vâng, bạn đã rất xuất sắc vừa được tất cả đáp án khảo sát của câu hỏi này. Xin chúc mừng bạn. Kết thúc vòng thi thử thách, kết quả như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai với số điểm sẽ được đơn đôi. Ngoài cơm, hãy kể tên một món ăn bạn có thể ăn nhiều ngày và không ngắn. Có hay không? Đây cũng chính là câu trả lời được nhiều người ghi đến nhất cho câu hỏi này. Có hay không bảng điểm? Câu trả lời rất hay. Có hay không ạ? Quá hay. Kết quả khảo sát. Xin mời bảng điểm. Quá đi. Hãy xem có hay không. Rất tiếc, câu trả lời không có trong kết quả khảo sát. Xin mời bảng điểm. Có không nào bảng điểm? Rất tiếc, đó chưa phải là câu trả lời được nhiều người nghĩ đến. Hãy xem đáp án còn lại. Sau câu hỏi thứ hai, số điểm của bạn như sau. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi cuối cùng vô cùng hồi hộp để quyết định vào vòng đặc biệt. Một anh chàng thấp nên làm gì để trông cao hơn? Có hay không bằng điểm? Hay lắm. Xin mời bằng điểm. Đó chưa phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Có hay không bảng điểm? Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác. Xin mời bảng điểm. Chính xác. Và đây cũng chính là đáp án có nhiều người trả lời nhất. Để xem có hay không. Rất hay. Có hay không ạ? Quá hay.
Kết quả khảo sát rất tiếc không có. Tôi sẽ mở nút đáp án còn lại. Và bây giờ chúng ta hãy tổng kết số điểm sau 3 vòng. Chúc mừng bạn đã giành quyền vào vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lần trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Con vật nào có cánh nhưng không biết bay và không thể bay xa? Trong một số trường hợp, người ta phải chạy vội để bắt kịp cái gì? Để pha chế một chén nước chấm, bạn cần nguyên liệu gì ngoài nước mắm? Một cô gái sẽ làm gì để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò? Con vật nào có cánh nhưng không biết bay và không thể bay xa? Trong một số trường hợp, người ta phải chạy vội để bắt kịp thứ gì? Một cô gái sẽ làm gì để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò? Chúc mừng bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Câu hỏi thứ nhất, nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Và bạn trả lời. Kết quả. Số điểm khá cao. Chúng tôi hỏi, con vật nào có cánh nhưng không biết bay hoặc không thể bay xa? Và bạn nói rằng. Kết quả. Bạn trả lời sai. Câu tiếp theo, trong một số trường hợp người ta phải chạy vội để bắt kịp thứ gì? Và bạn đã nói là. Kết quả. Tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo, để pha chế một chén nước chấm, bạn cần nguyên liệu gì ngoài nước mắm? Bạn đã trả lời. Bao nhiêu người sẽ ghi xuống mặt? Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, một cô gái sẽ làm gì để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò? Và bạn trả lời là, hãy xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành khá tốt phần thi đầu tiên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi thứ hai vòng thi đặc biệt bắt đầu. Nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Con vật nào có cánh nhưng không biết bay và không thể bay xa? Trong một số trường hợp người ta phải chạy vội để bắt kịp thứ gì? Để pha chế một chén nước chấm, bạn cần nguyên liệu gì ngoài nước mắm? Một cô gái sẽ làm gì để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò? Con vật nào có cánh nhưng không biết bay và không thể bay xa? Như vậy bạn đã hoàn thành xong 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai. Hãy xem bạn sẽ ghi thêm được bao nhiêu điểm. Câu hỏi đầu tiên. Nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Và bạn nói là. Để xem có bao nhiêu người đồng tình với bạn. Số điểm khá cao. Chúng tôi đã hỏi, con vật nào có cánh nhưng không biết bay hoặc không thể bay xa? Bạn đã nói là. Hãy xem bao nhiêu người trả lời giống như bạn. Chúng tôi hỏi bạn, trong một số trường hợp người ta phải chạy vội để bắt kịp thứ gì? Bạn đã trả lời là số điểm. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, để pha chế một chén nước chấm, bạn cần nguyên liệu gì ngoài nước mắm? Bạn đã nói, mấy người sẽ nghĩ giống bạn. Bạn trả lời rất hay. Và câu hỏi cuối cùng, một cô gái sẽ làm gì để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò?
Bạn trả lời. Khảo sát. Tuyệt vời, chúc mừng bạn đã chiến thắng trận đấu. Wow, nãy nó nhiều các bạn, nó đi vô trong nó phải có không?